Trả lời cho câu hỏi của khán giả ở tỉnh Long An có số điện thoại là 0334, ba số cuối là 449, hỏi như sau ạ. Tôi xin hỏi cái cá tra bột ấy, thì tôi nên cho ăn tỏi với liều lượng và cách thức như thế nào là tốt nhất? Xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Với cái cá tra bột ấy thì tôi nghĩ là khán giả, cách tốt nhất là khán giả nên sử dụng cái bột tỏi mà có bán sẵn trên thị trường, mà cái liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao bì. Nếu không thì khán giả nên ủ men tỏi cho cá ăn là tốt nhất, bởi vì là cái men tỏi này nó vừa có cái tính chất là phòng bệnh một số các bệnh do vi khuẩn gây ra, do virus gây ra, nó còn có tác dụng là kích thích cho cá ăn nhiều và hấp thu được các chất dinh dưỡng tốt, và cái liều lượng sử dụng thì nó lại rất là dễ sử dụng. Cái công thức ủ men tỏi như sau thì cứ 10 kg tỏi, củ tỏi khô chúng ta bóc vỏ, chúng ta xay nhỏ bằng máy xay sinh tố, máy xay càng mịn thì càng tốt. Sau đấy thì chúng ta trộn với lại 1 kg đường kính hoặc là 3 kg mật dỉ đường hoặc là 1 lít em cộng với lại 1 lít giấm và 16 lít nước sạch. 16 lít nước sạch ở đây là chúng ta nước đun sôi để nguội hoặc là chúng ta nước qua lọc khử trùng rồi thì chúng ta trộn đều các cái tỏi bồ củ tỏi xay này cũng với đường hoặc mật dỉ đường hoặc cộng với 1 lít giấm và 16 lít nước sạch, chúng ta trộn đều. Sau đó chúng ta ủ vào cái vại sành hoặc là thùng nhựa. Sau 25 đến 30 ngày, khi mà cái tỏi đó nó có cái nước có màu nâu đen mà nó sánh mà mùi rất là thơm thì chúng ta lấy ra chúng ta sử dụng cho cá tra bột ăn, với cái liều lượng là cứ 0,5 lít dung dịch đó chúng ta trộn với tẩm vào 5 kg cám, chúng ta để từ 20 đến 30 phút cho cái tỏi đó ngâm, nó ngấm vào trong cái thức ăn. Sau đấy chúng ta bao ra bên ngoài một cái lớp dầu gan mực hoặc là một lớp bột cám gạo thật mịn thì để tránh hiện tượng là tỏi bị ngấm ra ngoài thức ngoài trong môi trường nước, để cho cá ăn được tốt, ăn được nhiều, đủ lượng, đủ liều. Và chúng ta cứ làm như vậy là một tháng, chúng ta cho ăn 10 đến 15 ngày liên tục như vậy thì có tác dụng rất là tốt đối với con cá tra chúng ta nuôi cá bột lên cá giống. Chúc khán giả thành công. Vâng, tôi xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thị Hà. Và sau đây chúng tôi xin được trả lời khán giả có số điện thoại là 0976, ba số cuối là 827 ở Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, hỏi như sau. Nhà tôi nuôi 1.000 con ba ba được 4 tháng. Một tuần nay thì tôi thấy có khoảng 50% số con nó bị rêu tảo bám trên toàn thân. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ra sao? Trong chăn nuôi thì tôi vẫn dùng vôi và tôi dùng muối thường xuyên. Xin mời chuyên gia Nguyễn Thị Hà. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Với cái con ba ba được 4 tháng tuổi ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái ao, nếu mà nuôi trong ao ấy thì ao đã bị ô nhiễm. Các cái tác nhân gây bệnh ở đây nó đã phát triển, đặc biệt là đối với lại cái dạng sinh vật bám, nó đã bám đè ở trên thân của con ba ba. Đấy không phải là rong rêu, mấy là những con sinh vật bám nó bám vào. Và các cái vi khuẩn dạng sợi nó bám tiếp vào những cái sinh vật bám đó, làm cho ba ba vận động rất là khó khăn. Thậm chí là nếu mà nó ký sinh ở trong miệng, vùng miệng nữa thì nó sẽ làm cho ba ba không ăn được và gầy đi chết. Khán giả mới dùng vôi và muối thì cũng chưa có tác dụng tốt để mà tiêu diệt các cái mầm bệnh như khán giả mô tả, mà chúng ta cần phải dùng là nếu mà có nguồn nước sạch thì nên thay nước sạch đi đã, xay bằng cách là rút nước đáy và bổ sung nước tầng mặt để giảm bớt cái ô nhiễm ở trong ao. Sau đấy chúng ta dùng sun phát đồng hoặc là chúng ta dùng thuốc tím hoặc là iodin, là ba cái loại hóa chất có thể tiêu diệt nhanh cái sinh vật bám cũng như là các cái vi khuẩn dạng sợi nó bám ở trên cơ thể của con ba ba. Với cái liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao bì, sau một ngày thì khán giả nên cho dùng Zuka hoặc là IM để đưa xuống ao để mà phân hủy các cái sắc tảo cũng như là các cái mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa ở trong ao và hấp thu, đặc biệt là hấp thu các khí độc, những cái khí độc như NO2 và H2S ở dưới ao ảnh hưởng đến con ba ba, và bổ sung thêm các cái vi sinh vật có lợi vào trong ao nuôi để mà hạn chế các cái sinh vật bám phát triển. Còn đối với sau khi mà sử dụng xong cái hóa chất đánh xuống thì các cái sinh vật bám nó sẽ rời ra,
thì con 33 nó vẫn còn có cái sức đề kháng rất là yếu. Chính vì vậy mà nên bổ sung cho 33 ăn thêm vitamin C hoặc là bột tỏi với cái liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao bì, hoặc có thể sử dụng củ tỏi tươi để chúng ta nghiền ra, chúng ta trộn vào thức ăn cho 33 với cái liều lượng là 100g đến 150g cho 100kg 33 ăn trong một ngày và ăn liên tục trong vòng 10 ngày bằng cách là bóc vỏ, nghiền nhỏ và tẩm vào thức ăn. Để thức ăn từ 2 đến 30 phút để cho tỏi nó ngấm vào cái viên thức ăn của chúng ta, sau đó đưa bao ra bên ngoài bằng một lớp dầu gan mực hoặc là lớp bột cám mịn bao ra bên ngoài để tránh cái hiện tượng là chúng ta đưa thức ăn xuống thì tỏi nó sẽ tan nhanh sang trong nước mà 33 không ăn được nhiều. Thì bao như vậy thì 33 sẽ sử dụng được toàn bộ cái tỏi khi chúng ta đưa xuống, và chúc khán giả xử lý thành công. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tư vấn rất cụ thể cho khán giả Ứng Hòa, Hà Nội. Chúng tôi xin được chuyển sang Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch. Câu hỏi của khán giả Nguyễn Duy Kha ở Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, có số điện thoại là 0917, 3 số cuối là 120, thì hỏi như sau. Nhà tôi nuôi đàn vịt nó được 10 ngày. Tôi thấy có hiện tượng có con nó cứ quay đầu, hen khẹt, lật ngửa bụng lên và chết. Từ 1 đến 3 ngày thì tôi đã cho vịt uống kháng thể viêm gan ngan vịt. Được 7 ngày thì tôi tiêm vaccine dịch tả vịt. Bây giờ tôi xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ra sao? Xin mời. Vâng, thưa anh Kha, với những biểu hiện trên thì theo chúng tôi đàn vịt của nhà anh bị mắc bệnh dịch tả vịt ghép với bại huyết. Thì tại sao tôi nói vậy? Vì anh đã nói là anh dùng kháng thể dịch tả và viêm gan vịt anh cho uống, và thứ hai là đã tác động vaccine. Nhưng với cái tác động đó thì không khống chế được cái bệnh dịch tả và viêm gan vịt. Tại sao tôi nói vậy? Kháng thể dịch tả và viêm gan vịt là phải tiêm, và nó tác động vào cơ thể rất nhanh nhưng cũng đào thải ra cơ thể rất nhanh. Thế nên 1 đến 3 ngày tuổi anh nhỏ thì cho đến hiện nay là không có tác dụng gì hết. Thì đây là cái thứ nhất. Thứ hai là cái vaccine mặc dù anh tác động nhưng anh tác động vào ngày thứ 7 và cho đến hôm nay là 10 ngày. Với như vậy là mới có 3 ngày tác động vaccine, như vậy cơ thể vẫn chưa hình thành được gì. Kháng thể để chống lại cái bệnh đó, cho nên bệnh dịch tả vịt vẫn xảy ra và đồng thời có ghép thêm cái bại huyết. Cho nên trong trường hợp này thì anh cần phải tiến hành điều trị theo cái phác đồ như sau. Việc đầu tiên là anh phải dùng kháng thể dịch tả và viêm gan nhân vịt tiêm cho toàn bộ đàn vịt. Trong trường hợp này là phải tiêm, chứ còn anh có thể anh dùng bằng cái dạng bột thì không có hiệu quả, và đấy không phải là kháng thể. Cho nên anh phải tiêm, và tiêm liên tục 3 ngày liền, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và thứ hai là sau 3 ngày tiêm kháng thể dịch tả và viêm gan ngăn vịt cho toàn bộ đàn vịt thì anh tiếp tục dùng vaccine dịch tả vịt. Thì trong trường hợp này anh đã tác động vaccine rồi, cho đến ngày hôm nay thì anh tác động thêm, nhưng tác động như là một liều tiêm phòng chứ không phải tác động với liều gấp đôi so với các trường hợp khác mà chúng tôi nêu ở trên. Do vậy anh vẫn phải tác động tiếp cái vaccine phòng bệnh dịch tả vịt, và đồng thời anh dùng thuốc để điều trị vi khuẩn bội nhiễm cũng như điều trị cái hiện tượng bại huyết. Thì anh có thể dùng một trong hai cái phác đồ thuốc như sau. Thứ nhất là anh dùng Amoc 50 kết hợp với một trong các loại thuốc sau đây: Colicoc hoặc là Flor 25S hoặc là Neocolit, trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày cho vịt ăn liên tục 5 đến 7 ngày. Phác đồ thứ hai là anh dùng một trong các loại thuốc sau đây phối hợp với Amoc 50 như Colistin hoặc là Enzofloc hoặc là Ampicoli, trộn với Amoc 50, cũng trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày cho vịt ăn 5 đến 7 ngày. Và để cho đàn vịt nhanh chóng hồi phục, tăng cường quá trình tiêu hóa hấp thu thì anh dùng điện giải vitamin kết hợp với Multivit C và kết hợp với ADE hòa với nước cho vịt uống liên tục 10 đến 15 ngày. Và nếu có điều kiện dùng thêm men tiêu hóa trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày. Với cái phác đồ trên sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên đàn vịt của nhà anh. Vâng, xin cảm ơn những sự tư vấn rất hữu ích của chuyên gia cho cô bác và bà con.